Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin một lần nữa Nguyễn Phú Trọng bất lực trước Nguyễn Thành Phượng. Nói đến Amax là nói đến người bí ẩn đứng đằng sau nó. Vụ án Mobifone mua AVG làm hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn cùng với em trai là ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ cùng với nhiều quan chức Mobifone khác phải vào tù. Tuy nhiên, người đứng đằng sau Amax là ai thì vẫn đang được giấu kín. Amax được cho là doanh nghiệp được Nguyễn Thành Phượng đứng đằng sau. Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra, Mobifone mua AVG không hiện diện cái tên Nguyễn Thành Phượng, con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà theo cách đánh giá của dư luận chính là một con cá lớn. Đây là hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hầu tòa, nhưng chủ của Amax vẫn không hề gì. Được biết, để định giá AVG của 4 đơn vị tư vấn thẩm vấn định giá tham gia là công ty chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thẩm định là 24.548 tỷ đồng, công ty hãng kiểm toán AASC thẩm định là 33.299 tỷ đồng, và Hà Nội và Valu thẩm định là 18.500 tỷ đồng. Còn công ty tư vấn và thẩm định giá Amax đưa ra con số thẩm định là 16.565 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản hữu hình là 3.117 tỷ đồng, giá trị tài sản vô hình ngoài bảng cân đối kế toán là 13.444 tỷ đồng. Trong các kết quả thẩm định trên thì kết quả thẩm định của Amax được Mobifone sử dụng để đàm phán mua 95% cổ phần của AVG với số tiền là 8.889 tỷ đồng. Điều làm người ta nghi ngờ là trong khi AASC và các công ty này là những thương hiệu rất lớn thì Hà Nội và Amax đều là công ty rất nhỏ. Vốn điều lệ của Hà Nội Worth là chỉ có 1 tỷ đồng, còn Amax chỉ có 3,8 tỷ đồng. Với khả năng tài chính như vậy, việc Hà Nội, Avre và Amax được tham gia tư vấn cho một dự án lớn tính bằng trăm triệu đô đến tỷ đô như vậy là quá kỳ lạ. Luồng thông tin trên cũng cho biết chỉ sau một năm khi thương vụ thẩm định giá trên hoàn thành, Hà Nội Valor đã chuyển thành công công ty mỹ viện chuyên chăm sóc sắc đẹp. Còn Amax vẫn là một công ty nhỏ với vốn điều lệ giữ nguyên là 3,8 tỷ đồng, gần như không có gì nổi bật sau khi nhận được một thương vụ rất lớn như thế. Người đại diện pháp lý là Tổng Giám đốc Võ Văn Mạnh, một thạc sĩ giảng dạy tại Fulbright. Sau ngày ông Võ Văn Mạnh bị truy tố trong vụ án, nhưng lời giải thích tại sao công ty tí hon Amax lại tham gia định giá doanh nghiệp ngàn tỷ vẫn chưa có lời giải thích. Tô Lâm hiện nay đang há miệng mắc quài. Giới thạo tin cho rằng manh mối nằm ở đây. Amax chính là công ty của Phượng, dù Phượng không hề đứng tên hay sở hữu chút cổ phần nào ở đó. Và ba đơn vị kia chỉ là chân gỗ như được sắp xếp và cố tình hét giá cao nhất để Amax nhận được làm kết quả cuối cùng. Và vụ Mobifone mua AVG vẫn còn là ẩn số, có thể có ý kiến phản bác về vai trò của Nguyễn Thành Phượng, nhưng ai cũng thừa nhận nhân vật đứng đằng sau Amax phải là nhân vật có quyền thế rất lớn thì mới sai khiến được những doanh nghiệp lớn làm chân gỗ cho mình được. Trong thực tế, khi điều tra vụ án Mobifone mua AVG, có một số tài liệu đã bị đóng dấu mật, trong đó những văn bản có chữ ký của Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và kết quả điều tra về nhân vật đứng đằng sau thật sự của Amax đã bị đóng dấu mật, không cho luật sư các bên tiếp xúc. Như vậy là có thể nói giữa Tô Lâm và nhân vật đứng đằng sau Amax đang nắm thóp lẫn nhau. Ví dụ, nếu lôi được nhân vật quyền lực đỡ đầu cho Amax ra tòa và nhân vật này khai ra sự tham gia của ông Tô Lâm vào thương vụ này thì mọi chuyện đổ bể. Chính vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng ông Tô Lâm há miệng mắc quài. Muốn điều tra đến nơi đến chốn nhân vật quyền lực của Amax cũng rất khó. Đây là hình ảnh Tô Lâm được cho là có dính dáng đến Mobifone mua AVG. Nguyễn Thành Phượng là con gái của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Những chiêu trò trên thương trường mang màu sắc chính trị ắt hẳn không thể thiếu lời tư vấn của người cha đầy quyền lực của cô. Người ta cho rằng không chỉ chuyện đấu đá trong phân chia quyền lực sau Đại hội 13, người ta mới đàm phán và ngã giá, mà ngay cả những trận đánh tham nhũng và hang ổ của những nhân vật cộng cán cũng phải có sự đàm phán và ngã giá giữa các phe phái trong đảng. Những lần ngã giá xong thì tài liệu được đóng kín bằng dấu mật, xem như không ai có quyền đụng đến.
Đấy là bản chất của công tác đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Nó không công minh như người ta vẫn tưởng từ trước đến nay. Và thương vụ thứ nhì sau Mobile Phone mua AVG là gì? Khu đất 246 Hai Bà Trưng, quận 1, Sài Gòn có diện tích tới 6.000 m2. Theo giá thị trường thì giá trị mỗi mét vuông không dưới 1 tỷ đồng. Như vậy, tối thiểu khu đất này có giá khoảng 6.000 tỷ đồng. Để làm rẻ đi khu đất này, lại một lần nữa công ty Amax đã nhúng tay vào. Và thực tế, công ty Amax đã định giá khu đất này là 997 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ định giá của Amax, vào ngày 10 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký quyết định số 1660 chấp thuận Sapeco nộp ngân sách 999 tỷ đồng để giữ quyền sử dụng khu đất này. Việc định giá thấp một khu đất vàng như vậy có ý nghĩa rất lớn. Khi chuyển nó sang tay tư nhân bằng các thủ tục hóa giá, nó sẽ rơi vào tay tư nhân với một giá rẻ bèo bọt. Và khi đó, những người tham gia vào thương vụ sẽ lời rất lớn. Để bán cho nhà nước, Amax đã định giá AVG cao hơn giá thực tế để moi tiền nhà nước. Để mua tài sản nhà nước, Amax đã định giá thấp lô đất 246 Hai Bà Trưng, thấp hơn giá thị trường rất nhiều lần, để các cá nhân mua lại khu đất kiếm lời rất lớn. Và tội của Amax như vậy cũng rất rõ ràng. Đây là hình ảnh vì mời Amax định giá, giờ đây Vũ Huy Hoàng đã phải trả giá. Để chuyển lô đất 246 Hai Bà Trưng vào tay tư nhân, ba lãnh đạo của Sapeco góp vốn với ba đối tác tư nhân khác thành lập công ty Sapeco Pearl để quản lý dự án 246 Hai Bà Trưng. Sau đó, Sapeco và Sapeco Pearl thuê khu đất 246 Hai Bà Trưng với thời hạn 50 năm với giá 997 tỷ đồng. Khi Sapeco Pearl đã làm chủ khu đất, thì Sapeco thoái vốn của mình ở Sapeco Pearl cho cổ đông còn lại. Vậy là từ đó, tư nhân đã làm chủ hoàn toàn dự án 246 Hai Bà Trưng. Với một khu đất trị giá tới hơn 6.000 tỷ đồng mà Amax định giá rẻ mặt chỉ với 997 tỷ đồng, chỉ bằng 17% giá trị thật, để rồi sau đó dự án lại rơi vào tay tư nhân bằng hình thức lập công ty liên doanh rồi thoái vốn. Được biết, chính công ty Amax này đã từng định giá công ty nghe nhìn toàn cầu AVG của Phạm Nhật Vũ từ giá trị thật chỉ có 1.900 tỷ đồng thành hơn 16.565 tỷ đồng, bằng 870% giá trị thật. Và dựa vào đó, Mobile Phone đã mua lại AVG với giá 8.900 tỷ đồng. Mức chênh lệch tới 7.000 tỷ đồng đã được Phạm Nhật Vũ và đám quan chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, quan chức Mobile Phone và bà chủ Amax chia nhau bỏ túi. Hàng loạt bộ trưởng đã vào tù, nhưng bà chủ của Amax vẫn bình chân như vậy. Vào ngày 24 tháng 4, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc có vai trò chính trong vụ án xảy ra tại Sapeco, với hành vi có tính quyết định những sai phạm của các bị cáo khác. Ông bị Viện Kiểm soát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù. Cùng bị cáo buộc tội phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí như cựu Bộ trưởng ông Phan Chí Dũng, tức là cựu Vụ trưởng Bộ Công nghệ nhẹ, Bộ Công thương, bị Viện Kiểm soát đề nghị mức án 7-8 năm tù. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng là bộ trưởng thứ 3 phải vào tù với dính đến Amax của Nguyễn Thành Phượng. Ba cựu cán bộ lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh gồm Nguyễn Hữu Tín là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị mức phạt 5-6 năm, Lâm Nguyên Khôi cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đào Anh Kiệt cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mỗi người từ 4-5 năm tù. Lê Văn Thành cựu Phó Chính án, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Lê Quang Minh và cựu Trưởng phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Nguyễn Thanh Trương cựu Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đều mức án 3-4 năm. Trương Văn Út là cựu Phó phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường 3-4 năm. Nguyễn Lan Trơn cựu Nguyên phòng Quản lý sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2-3 năm cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229. Cùng với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã ngồi tù trong thương vụ Mobile Phone mua AVG trước đó, thì có thể nói số quan chức cấp bộ trưởng bị gục ngã là 3 người. Điều đáng nói là trong đó ai cũng không dám nói ra nhân vật quyền lực đứng đằng sau công ty Amax. Và câu hỏi đặt ra là Amax là ai mà có thể cầm cân nảy mực đến như vậy? Những khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng và đặc biệt là đối tượng tham gia vào quá trình mua bán khối tài sản này bao gồm những ai? Amax là công ty chuyên về đầu tư và thẩm định giá,
Nó được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 2010. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã ghi rất rõ do Sở Kế hoạch và Đầu tư Sài Gòn cấp, vốn điều lệ là 3,8 tỷ đồng. Ấy vậy mà nó chỉ có thể định giá AVG và khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng có giá đến hàng ngàn tỷ đồng. Giám đốc công ty này là Võ Văn Mạnh, sinh năm 1976, là giảng viên Đại học Fulbright. Về thân thế chỉ có vậy, ông ta không phải là con ông cháu cha, không đảng viên, vậy mà ông ta có thể định giá thương vụ hàng ngàn tỷ cho nhà nước. Đây là điểm đáng ngờ mà hồ sơ điều tra nhân vật đứng đằng sau AMAC vẫn không gần như không ai được đụng đến, thì biết rằng quyền lực của nhân vật này rất lớn. Một lần nữa, ông Nguyễn Phú Trọng lại không làm gì được con gái ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc sờ gáy được Nguyễn Tấn Dũng xem ra là bất khả thi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và tuổi ông ngày càng cao, sức càng yếu, và đây là nhiệm kỳ thứ 3 mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cố tình đạp lên điều lệ đảng để tiếp tục ở lại, nhưng dường như ông vẫn bó tay bất lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 với bản tin "Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng bất lực trước Nguyễn Thành Phượng". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.